Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng, giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt ở mức 2022 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi các nhà đầu tư ngày càng tin rằng có thể lâu hơn nữa việc nới lỏng chính sách tiền tệ mới diễn ra. Ngoài ra, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư được cải thiện cũng gây áp lực không nhỏ lên kim loại quý và các nhà đầu tư đang chuyển dần sự quan tâm sang thị trường chứng khoán. Giá vàng trong nước giảm mạnh về quanh ngưỡng 76 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đã niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 73,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và 76,02 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng Doji tại khu vực Hà Nội điều chỉnh xuống 73,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và 75,95 triệu đồng trên một lượng bán ra. Như vậy, so với rạng sáng ngày hôm qua, giá vàng SJC và Doji được điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 700.000 đồng ở chiều bán. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Chuyển thông tin về giá ngoại tệ trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số đô la Mỹ Index tăng 0,03%, đạt mức 103,33 điểm. Đồng đô la Mỹ đi ngang trong phiên giao dịch vừa qua trước các chính sách của Ngân hàng Trung ương ở Nhật Bản và khu vực đồng euro giúp xác định hướng đi của đồng yên Nhật và đồng euro cho năm nay. Đồng euro đã chốt phiên giao dịch giảm 0,1% xuống mức 1,0883 đô la Mỹ. Các nhà đầu tư đã giảm vị thế mua dòng của đồng euro xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11. Dưới là các thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin giá vàng giá ngoại tệ của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền. Úi, đất là Thanh, chào Thanh Công Độ, Mê Bồng Oanh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, hay nghìn giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.